Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Laravel Framework được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một cái concept mới ở trong router của Laravel, đó chính là condition, hay nói cách khác, nó là điều kiện cho các parameter truyền vào trong router của Laravel. Đó, như bạn biết là chúng ta định nghĩa router có parameter truyền vào giống như thế này. Qua một vài cái ví dụ buổi trước thì chúng ta có một vài cái parameter như là ID, category ID và brand name. Tôi giả sử là bây giờ tôi muốn đặt điều kiện cho những cái parameter này vào trước khi nó chạy vào trong function này, thì nó phải thỏa mãn được cái điều kiện mà tôi đưa ra. Ví dụ thông thường chúng ta hay có điều kiện là ID nó phải là số, hoặc là ID của nó không được nhỏ hơn giá trị là bao nhiêu đó, kiểu như vậy. Thì hôm nay tôi sẽ demo cho các bạn cách để chúng ta có thể thêm điều kiện cho cái tham số truyền vào này. Ví dụ như ở đây chúng ta sử dụng cái thằng user này luôn, và chúng ta set cái điều kiện cho nó là user này nhập vào nó phải là chữ số, nếu nó là string thì nó sẽ bị lỗi, kiểu như vậy. Thì cách sử dụng của nó vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần thêm cho mình một cái điều kiện where như thế này, và cái where này sẽ có hai tham số truyền vào. Cái tham số thứ nhất đó là chính là cái parameter name, ở đây cụ thể là ID đó, và cái thứ hai chính là cái điều kiện mà chúng ta ràng buộc cho cái parameter name này. Ví dụ ở đây thì nó điều kiện ở đây nó là dạng regular exception. Cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm về regular exception để chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa các cú pháp trong regular exception. Thì đây mình sẽ có một cái ví dụ đơn giản như thế này, đó là mình đang muốn là cái ID truyền vào này nó phải là chữ số, đơn giản như vậy thôi. Thì chúng ta đặt cho nó một cái điều kiện như thế này, nó sẽ là từ 0 đến 9, có nghĩa là nó là chữ số từ 0 đến 9 đó, và tôi thêm cái dấu cộng như thế này, có nghĩa là nó chấp nhận tất cả các ký tự từ 0 đến 9 và có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện. Ví dụ như thế này, một ký tự là 3 chẳng hạn, thì nó có thể là những ký tự khác có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện, miễn là cái ký tự tôi đưa vào nó phải thỏa mãn trong cái khoảng từ 0 đến 9. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại ví dụ của cái phần router user show của bài trước, tôi chạy thử nó lên như thế này. Đây, chúng ta đang có phần user detail này, chính là user show của chúng ta. Chúng ta click vào thì ra là 1, thì vẫn đảm bảo ok, không vấn đề gì. Nhưng quay trở lại view, chúng ta sửa đây là một chữ số, ví dụ như là patch chẳng hạn như vậy. Hay thế này chúng ta sửa thành ok, hay chỗ này chúng ta sửa thành was, và sửa như vậy. Thì chúng ta chạy lên xem có vấn đề gì không, load lại trang, và chúng ta click lại vào cái router này thì nó báo là không tìm thấy cái router này. Bởi vì sao? Bởi vì router này nó không còn thỏa mãn cái điều kiện của chúng ta đang đưa ra ở đây, đó chính là phải là chữ số đó. Và nếu chúng ta thêm một cái điều kiện này nữa là chấp nhận nó là string nữa thì sao? Thì chúng ta chỉ cần từ A đến Z như thế này, A nhỏ đến Z nhỏ như thế này, và chúng ta đốt lại cái này lên, ok, nó chấp nhận đó, rất là đơn giản. Và giả sử tôi viết ở đây là test như thế này, thì điều gì sẽ xảy ra? Nó báo lỗi là nó không hiểu cái parameter này, có nghĩa là cái điều kiện của chúng ta đây từ A đến Z, nhưng mà là A nhỏ đến Z nhỏ. Nếu các bạn viết chữ hoa như này nó cũng không hiểu, thì làm sao để chúng ta xử lý được như vậy? Thì các bạn chỉ cần viết chữ A lớn và Z lớn như thế này là lập tức nó sẽ hiểu được cái điều kiện của router này, và nó pass được cái điều kiện đó. Đó, cái cú pháp này là hoàn toàn là của regular exception, các bạn nên tìm hiểu nó. Ok, thì đây là cách viết điều kiện cho từng router ở trong phần router web như thế này. Đó, vậy thì làm sao để chúng ta có thể tạo ra được một cái router global cho toàn project? Có nghĩa là như thế này. Router global là như thế nào? Tôi giả sử tôi quy định là đối với tất cả những cái router parameter như thế này là ID, thì tôi bắt buộc nó phải là số. Tôi không quan tâm là cái router là ID đó nó nằm ở router nào. Ví dụ ở đây chúng ta cũng có router ID, parameter là ID,
dưới router này chúng ta cũng có parameter là ID. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta, tôi giả sử tôi sẽ tạm thời xóa cái này đi. Đó. Và tôi sẽ chạy lại nó lên, không vấn đề gì vì bây giờ không có ràng buộc. Nhưng bây giờ tôi muốn tạo ra một cái ràng buộc và nó apply cho toàn bộ những cái router của chúng ta. Cứ chỗ nào có router ID thì nó phải là số. Thì chúng ta sẽ không đi viết từng ở từng router như thế này. Chúng ta sẽ không đi viết where cho từng router như thế này. Bởi vì như thế này thì nó bị trùng lặp code và nó sẽ không hay. Đó. Các bạn biết như thế này là số đúng không? Thì nó sẽ bị trùng lặp. Đó, các bạn muốn apply cho tất cả các router, các bạn phải copy xuống đây như thế này. Đó, sau đó các bạn lại copy xuống đây như thế này. Thì thực sự là không hay một chút nào. Chúng ta có một cách viết global apply cho tất cả router của chúng ta. Nếu chỗ nào có ID thì nó sẽ nhận cái điều kiện đó. Thì lúc này chúng ta sẽ vào trong phần provider, vào trong phần router service. Và ở đây chúng ta sẽ viết nó ở đâu? Chúng ta sẽ viết nó ở trong phần bot. Và chúng ta sẽ viết như thế này, router. Chúng ta sẽ router như thế này. Đó. Và cái router này đã được nhúng vào đây rồi. Chúng ta sẽ gọi đến pattern. Và chúng ta sẽ gọi đến cái điều kiện cho ID là gì. Đó, thì chúng ta cho cái key mà chúng ta muốn quy định, chính là cái key, parameter key này, ID. Đó, chỗ nào có ID thì nó sẽ apply. Và chúng ta quy định lại cái rule kia. Cách viết không có gì khác cả, tôi quy định từ 0 đến 9. Và dấu cộng này có nghĩa là nó có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện. Và lúc này tôi chạy nó lên, chạy lên thì các bạn sẽ thấy nó sẽ báo lỗi, đúng không? Và lúc này kể cả tôi chạy cái phần này lên, tôi sửa đi. Nếu mà tôi sửa về 1, tôi sửa về 2 thì chắc chắn nó sẽ không báo lỗi là not found nữa. 3 như thế này thì các bạn chạy lên, các bạn sẽ thấy là ok, không vấn đề gì. Đây. 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 Thì đây là đối với trường hợp của user. Còn user by friend thì chúng ta thử đi sửa nó thành một chữ số xem, là chuỗi xem có vấn đề gì hay không. Thì chắc chắn là nó cũng sẽ có vấn đề đó, bởi vì nó đang hiểu theo điều kiện của chúng ta viết ở trong thằng provider router service này. Rồi chúng ta chạy thử nhé. Đây, các bạn kích lại này, nó cũng sẽ báo not found. Đó, nó cũng báo not found. Đây, thì chúng ta user ID là B, nó cần phải là số. Đó, control Z lại. Quay trở lại cái router của mấy buổi trước, ví dụ như ở đây category ID này mà tôi để là số thì chắc chắn nó cũng sẽ báo lỗi. Đây. Đây. Quay trở lại đây. Đây, chúng ta kích này. Đó, sẽ đây phần user management bài viết này. Đó, các bạn sẽ thấy nó báo lỗi ngay. Đây, đây là những router của buổi trước. Đó, bây giờ nó đã apply cho toàn bộ những router trong cái phần web này rồi. Đó, thì đây là cách viết để chúng ta có thể tối ưu code, có nghĩa là chúng ta chỉ viết một chỗ và apply cho cả cái phần này. Đó, cho tất cả phần này. Đó, thì chúng ta không bị trùng lặp code. Thì cách viết này rất là tối ưu. Đó, thì đây là một trong những cái concept khá là hay ở trong Laravel. Đó là chúng ta đi đặt điều kiện cho từng cái parameter truyền vào router. Đó, thì trong thực tế chúng ta sẽ dùng rất là nhiều. Sẽ dùng rất là nhiều. Và những chỗ nào dùng chung các bạn nên đưa nó vào đây như thế này. Đó, video này chắc là tôi sẽ dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên nhấn subscribe kênh Suntech Việt Nam ở trên YouTube để các bạn có thể đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.